Kính thưa quý vị, ngày lễ của các chú cún quốc gia tin từ Hoa Kỳ. Ngày hôm qua là ngày National Dog Day, tức là ngày toàn quốc yêu thương chó năm thứ 10 tại Hoa Kỳ. Đây là ngày mà loài người cùng nhau chia sẻ tình thương với người bạn thân yêu nhất đời của mình, đồng thời cũng là dịp các vị chủ chó trên toàn quốc trao gửi cho nhau những cuộn băng video đặc sắc về con chó cưng của họ. Nhà sáng lập National Dog Day là Colleen Page nói rằng bà nghĩ ra ngày trọng đại này nhờ suy ngẫm về lòng nhẫn nại và tính trung thành của giống chó, cũng như lòng tận tụy bảo vệ an ninh nhà cửa và thôn xóm của con vật cưng này.